Vâng, xin chào các bác. Anh em chúng em lại đang trên đường xuống nhà bác Hải Lý ở chính quyền Hải Phòng để lắp đặt cho bác cái bộ dàn karaoke. Cái bộ của bác là bộ Hunter là đồng trục loa cao ấy. Và cái bộ này là bộ cao cấp nhất hiện tại của dòng Hunter, là tổng trị giá là 71 triệu đồng. Bác Hải Lý cũng là chia sẻ là bác đã nghỉ hưu và tích góp cũng rất là lâu để có cơ hội để sở hữu được bộ dàn này. Để các bác cùng chờ xem. Ít phút nữa anh em chúng em đến lắp đặt cho bác Hải Lý. Và sau cái bộ của bác Hải Lý thì còn bộ nữa của bác Dương cũng ở Thủy Nguyên Hải Phòng, nhưng mà ở xã khác, ở xã Hòa Bình, Thủy Nguyên Hải Phòng. Nhưng mà cũng rất là hay, chúng ta cùng chờ xem các bác nhé. Vâng, vâng. Okay. Vâng ạ. Nhà mình đây ạ. Vâng. Được rồi. Em đi đây là 2 giờ. 2 giờ. Bắt tay hình đấy. Trong nhìn phong độ còn hơn ở trong hình nhỉ? Thế á? Ngoài đời nhìn như... Nhưng mà đời làm sao nó trẻ hơn hay sao anh? Trẻ hơn. À thế ạ. Anh xin phép em cài cái mic anh nhầm sang đi. Để xe đây thoải mái đúng không anh? Để đó, chỗ nhà. Thế em cứ vào xem ngắm nghía không gian nhà anh ý nhỉ? Xem có cái đồ gì em mang được vào trước này. Ui dồi, ướt hết rồi. Có gì anh xách vào phòng phụ không? Đây anh cầm tạm giúp em cái này. Mưa to quá nên nó bị... ướt cái vỏ thôi, không sao. Được rồi. Thì anh dẫn đường đi em đấy. Xả, nặng phết đấy. Đợt hôm nọ bão có ảnh hưởng gì không anh? Bão nhà anh không? Vâng. Nhà anh ổn. Ôi, chó à. Ôi dồi. Trời, nhà anh có không gian đẹp chưa? Nói chung là cũng... Đẹp luôn nhỉ, tuyệt vời luôn. Cũng tạm thôi em ạ. Gọi là cũng cố gắng làm mấy năm rồi. Vâng, chúc mừng anh. Để xây cái nhà. Cứ được cái nhà nó yên ổn đấy nhỉ. Xong rồi mình sắm sửa dần dần. Ui, con này có cắn không anh? Không, em đi thoải mái, em cứ kệ đó. Nó nhỉ, lông đẹp nhỉ. Con chó Bắc Hà đấy. Đây em để tạm đây ạ, xong rồi. Em ngắm nghía không gian xong đặt loa ở đâu. Ui. Chó. Hai người lạ nó không mừng. Mình anh ở nhà thôi anh. Chị đi dạy, chị vừa đi xong, chị ở nhà chờ. Mà bảo là các chú ấy đến muộn muộn, sao đi dạy thì cứ đi đó nhưng. Ồ, thế tiếc quá. Thế thì chị dạy mấy giờ về? Chị dạy chắc là cũng phải tiết 3, tiết 4. À. Tiết 3, 4 chắc về muộn muộn. Ấy. Muộn nhỉ? Thế không được nghe chị hát rồi. Ồ, chỗ này cửa ra hút gió nhỉ? Như thế có điều hòa luôn nhỉ? Anh mà, nó hút đẹp đấy. Đấy, không gian nhà anh thế này đặt có là hai, có hai bên cái tivi của cái tivi này sau ba đấy. Bây giờ em đấu thiết kế đấu như nào thì bên em thôi, bây giờ thì bỏ không dùng cái này nữa chứ đúng không? Ừ, bỏ. Vâng, còn loa thì bên này em để một quả nha. Có vừa không em? Cái này nó khoảng được bao nhiêu phân này anh? Sợ không vừa, nó phải tầm 46 thì mới hay vừa. Ui rồi thế không vừa nhỉ? Đấy, à nhỉ? Kệ, cứ để ra ngoài đi, xong mình thiết kế sau đúng không nhỉ? Ngày xưa làm kệ không tính được chứ nhỉ? Thì đấy, thế cho nên là nhưng cái này sau này anh cũng bỏ. Bỏ hả? Anh mua về xong sau này anh đóng. Và anh bỏ này, anh bỏ hết, anh đóng bằng gỗ. Được, bỏ thế hết. Bỏ thì càng tốt, đóng, đúng không? Thì em cứ để tạm chơi đi đã, đúng không? Để tạm trong ấy, xong rồi... Xong con súp em ở ngoài này. Ừ. Đúng rồi. Còn thiết bị thì có thể để trên nóc của súp được không? Đây, để một con súp đây, xong rồi em để đẩy mic lên trên. Ừ. Nhờ. Đây, chỗ này mình để mua quả loa. Cái này bỏ ra, cái này. Cái này dịch em ngoài nhá. Gỗ gì đây mà nó cũng đẹp nhỉ anh nhỉ? Gỗ hương. Gỗ hương à? Cái bức tranh này có ý nghĩa gì anh? À, cái bức tượng này có ý nghĩa gì? Khỉ mà cưỡi ngựa. Anh chịu. Chỉ là anh thích thôi. Anh thích thôi. À. Anh thích thôi. Em tưởng nó có ý nghĩa gì ở đâu, ở ý sao? Đẹp nhỉ? Đấy, phòng khách nhà anh thiết kế rất hiện đại đó. Nói chung anh làm đơn giản. Đơn giản. Anh làm đơn giản chứ anh không làm cầu kỳ, kể cả anh nhà nhà anh nhìn nhà anh có chỉ anh phao chỉ đâu. Đúng, đơn giản. Không có phao chỉ gì cả. Anh nhìn nào. Từ trong ra ngoài kể cả phần trang trí nhà cửa anh bó trơn hết. Đúng, em cũng thích kiểu đơn giản này. Nhà Nhật người ta tường ngoài người ta hay kẻ chỉ á. Vâng. Nhưng mà anh làm trơn hết. Đúng. Không làm chỉ nõm. Em nghĩ là làm này nó mới đỡ phức tạp. Không làm chỉ nõm. Yeah. Nói chung là làm nhà rồi nhưng mà chắc kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, chắc phải làm cái nhà nữa. Làm vào nhà đúng không? Anh em vâng. Vâng, bên này là phòng bếp của anh. Đây là phòng ăn. Bếp, phòng ăn. Bên trong này còn một phòng nữa. Trong này còn phòng này là thứ nhất là để sau này vợ chồng già không trèo neo, thứ hai hiện tại bây giờ là chị đang dạy học. À, anh tính xa thế. Nhưng sau này là một phòng khách được, à phòng ngủ được nhỉ? Tầng 1. Đúng rồi đấy, rộng mà tội gì, đúng không? Đằng nào mình cũng không sử dụng hết.
Còn hiện tại vẫn đang sinh hoạt bên trên, còn dưới này là chỉ là khách nuôi bếp thôi. Cũng hiện đại. Đẹp trên. Dạ, thôi em cứ triển khai dần dần. Tí nữa anh em uống nước sau. Mở tạm video của anh đi. Chén. À thế. Bắc Hà Su này. Cho Hơi Mông Cộc này. Phú Quốc này. Nó là một trong bốn ông cho. Nó khốn lắm. Nhưng mà nuôi nó có ấy, có tốn kém không? Ăn uống không? Ăn như chó tà bình thường. À thế. Mình ăn gì nó ăn đấy. Mình ăn gì ăn đấy. Ăn như chó tà bình thường. Mấy cái ông cho Tây kia mới tốn nhỉ? Toàn ăn thịt bò mà. Ừ, phải chăm. Đầy sống hoang dã như chó tà bình thường. Mà ông vẻ rất khôn nhỉ? Khôn lắm. Nó ngắn. Đi vào nhà. Đấy, sân vườn nhanh đẹp quá. Nói chung bão gió về thì nó cũng không. Không ảnh nó cũng không? Đổ một số cây BBH. Khoa ngoài nhìn trông đẹp dai hơn trong màn hình nhỉ? Cảm ơn anh. Đẹp dai hát hay. Trên kia thì nó ánh sáng nó không đủ. Ông đâu? Bão gió nhà ông có bị gì đổ? À, vỡ một viên. Vỡ một viên ngoài. Thiệt hại nặng nề đúng không? Vỡ một viên ngoài. Anh ơi, khiêu em nhé. Anh em khiêu dễ. Đây là anh ấy ngon lắm. Vâng, vâng. Nó cũng nhẹ thôi nhưng cháu được cộc cảnh tí. Đúng rồi. Quên mới em không mang cái xe kéo. Đấy, anh không nghĩ. Không nghĩ là xe nhà anh không xe vào được. Cái này chắc con nằm tạm hay là vào đẹp. Để tạm đây anh ạ. Ok. Tạm đây em bóc. Để đỡ vướng trong nhà anh. Chắc là từ trước nay anh chưa có bộ nào đúng không? Anh chưa. Không được đâu. Mới chị... cái bộ là 63 kia. Chị thích lắm, chị bảo là dạ. Có cái cao kê về cứ mãi hát lại không học, không thi được lái xe thì chết. Sợ. Thế... giờ bằng lái xe, kệ bằng lái xe nhưng mình cũng học. Hát việc của hát đi đúng không? Đấy, anh kêu nhau. Nào, đỡ chưa? Đây, bỏ em đỡ. Một mình đâu vậy? Nặng quá. À, con này hơi rộng ngang. Con này rộng 46 anh ạ. Sâu thì nó kiểu 36 thôi nhưng mà rộng. Rộng. Rộng thì nó rộng hơn so với cái khe của anh. Đấy thế là anh bảo thôi bây giờ cứ mua nó vừa thì là cái tốt và nó không. Đấy thì sau này anh hạ cái đầu của anh trước này, tí em đổ nó dễ. Đấy. Rồi. Đẹp đấy, bộ này mà vào nhanh là đẹp luôn. Ô cẩn thận anh. Dẹo chân. Dẹo chân à? Đây là một giống cho khác anh. Con này là trên nhà ông nội để ra nó cũng 14-15 năm rồi đấy. Nó già rồi đấy. Già rồi mà bé tí này á? Ừ, nó dòng chó nó phốc phốc la nhật. À, mười mấy năm rồi mà bé tí kia? 13-14 năm rồi đấy. Ui dồi, thế không à? Đâu rồi. Đây, anh khiêng cho. Thôi để anh khiêng luôn cho. Khiêng cho, đỡ nặng. Lên được có hay. Rồi, bỏ tay ạ. Đây chưa, khóa xe đi. Chị thì chị dạy ở trường cấp 2, cấp 3 anh? Chị dạy cấp 2. Cấp 2 à? Ở dưới Lập Nễ. À, nhưng mà dạy môn gì anh? Chị dạy tiếng Anh. À, tiếng Anh luôn à? Ừ. Ờ. Tôi học tiếng Anh. Thế còn anh thì sao? Anh dân Hàng Hải, anh mới về. À, anh đi biển nhỉ? Anh đi biển, anh mới về hôm kia. Ừ, bảo sao nắng gió nhỉ? Ờ, nghề biển vất vả. Nhưng mà đời trai sương gió đấy là thật thụ. Đúng rồi. Đấy mà đời trai sương gió. Nếm trải đủ vậy là. Đúng biển nó mới gọi là đời trai sương gió chứ còn. Nhìn cái gương cứ nói gió nhỉ. Cả nắng cứ nói bảo là đời trai sương gió mà gương nó sẽ nếm thật đâu đúng không? Ừ. Đây nhìn anh thì nó mới thâm thía được. Gió biển. Da nó đen hẳn đi đúng không? Sạm cả da đi. Môi trường làm việc rồi không khí biển, muối biển, gió biển. Nắng nữa. Nắng. Đủ cả. Trang thiết bị là sắt hấp nhiệt. À. Chỉ khi nào vào phòng điều hòa lúc đấy nó mới mát, còn ra ngoài hầu như nhiệt độ đúng không ạ? Mà lại phải áp lực cả sóng biển nữa nhỉ? Đúng rồi, để thế mình chạy. Thế thì mỗi lần anh đi thì dài ngày lắm nhỉ? Anh đi là cứ một năm. Một năm một lần á? Một năm mới về nhà. Úi dồi. Hôm anh về là anh phải bay hai chặng ấy. Một năm mới về nhà một lần thì úi dồi. Quay đi quay lại thì về nhà con cái nó thay đổi nhiều lắm nhỉ? Đấy. Cũng phải hy sinh nhỉ? Vất vả. Vâng. Đến bây giờ thì thôi. Anh lấy nước anh em uống tạm đó. Dạ thôi nước lọc cũng được anh ạ. Tí em lắp ở bên Hòa Bình nữa, sao Hòa Bình. À. Cũng ở Thủy Nguyên đấy. Hôm nay lắp hai bộ thì thôi ưu tiên lắp anh trước. Vâng, em cảm ơn anh. Chắc chị bổ sẵn nhỉ? Đúng rồi. Chị chú đáo quá. Chị bổ dưa sẵn. Trước khi đi làm mà chị xuống chị lấy dưa chị bổ chị cho lại một số để tí các chú đến cho chú lắp. Vâng. Chị chú đáo, quá chú đáo. Anh nhìn bên ngoài thì thấy thế nào?
Nói chung nhìn trông nhìn cho chắc chắn. Chắc chắn. Không để ở đây có hợp nhíu mà. Bừng. Để em để hai bên cạnh tivi này. Phòng cái phòng này của anh phòng khách này sau này có nhỏ, công suất nhỏ. Thoải mái. Nó còn có sâu. Có nghĩa là phòng anh phòng khách nhỏ. Đây đâu phải nhỏ đâu. Chứ không phải là nó nhỏ. Phòng anh đâu phải là phòng nhỏ. Phòng này mỗi tầm hơn 20 mét à. Nhà. Mới nữa còn thông cả sang đây mà. Đâu nguyên cái này không là gần 28 mét. Ừ, đấy, thế thoải mái mà. Đâu phải bé đâu. Sâu hẳn bên trong này. Đấy. Sau này mình đóng mình phải sửa lại, mình đóng vâng. Mình theo bộ này. Đóng thì theo cái loa. Theo con này. Thông thường là như thế đấy, nhiều em thấy đi nhiều nhà là mình sẽ mua loa trước, xong rồi đóng kệ sau. Nhưng mà cái kệ này của anh thì thôi thì cứ dùng tạm, đúng không? Ừ. Bây giờ mình thay, thay cả. Phải sắm cho vợ con bộ ở nhà, thi thoảng buồn buồn xả chết em. Vâng, đúng rồi. Nghêu ngao chứ gọi là. Không có tí âm thanh thôi. Phục vụ mới lại mới lại cái đồ mà anh mua ấy, thì mọi người ở nhà cảm giác như anh vẫn đang ở nhà, cảm giác nó gần gũi, nó ấm cúng hơn. Cho nên nhiều người mà ở bên nước ngoài vẫn mua về cho bố mẹ chơi, à. Vợ con chơi. Thôi thì quý ở cái chỗ đấy. Mình cứ sắm được đến đâu thì mình quý đấy nhỉ. Vâng. Tận dụng mình dùng đến đấy. Anh bảo công nhận thời gian nó ngắn nhỉ, vèo cái mấy chục năm. Từ lúc anh chị lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? 2007 anh cưới. À, 2007 á? Thế gần 20 năm nay còn đi nào nhỉ? Vèo cái hết 18 năm rồi. Nhỉ? Thế được, anh chị được mấy đứa? Thằng lớn nha anh thì năm nay cháu học 12. Thằng thứ hai năm nay học 18. Thế thì chẳng mấy chốc cũng lên ông nhỉ? Anh lấy vợ muộn, anh 27 tuổi mới lấy vợ. À, 27 tuổi thì... 27 tuổi lấy vợ, xong rồi... Lấy sớm thì có khi lên ông thật. Gặp chị, xong rồi... Gặp chị được mấy ngày, xong rồi là nhìn thấy nhau bảo... Có yêu thì yêu, không yêu thì thôi, chứ là đi làm. À, đấy à? Đi làm, đi mất tích, xong rồi là yêu qua điện thoại. À, về, xong rồi là... Ừ. Gặp nhau, thế là... Cưới nhau, đúng là nó có đường như đùa nhỉ? Ừ. Có yêu yêu không yêu thôi gặp nhau chả nói gì cả yêu như đùa ra đây người thật về thật đây nhìn thấy đâu đúng không vâng. Nhìn thấy đùa đống đấy nè đấy có yêu gì thì có chọn thì chọn không vâng. Chọn thì biết đường ta đi có đánh dậm chỗ khác thì vâng. Rất nhanh nhận dứt khoát đúng không nó cứ thật vậy chứ anh em mình chẳng phải gọi là Hải Phòng không có lòng vòng lèo lá lượn là các cảnh tán tỉnh các thứ mệt đi thẳng đánh thẳng vào dinh độc lập luôn. À, có khi phụ nữ lại thích cái thế đúng không? Mạnh mẽ, cá tính. Em đấu xong rồi em chỉnh để ở cái mức gọi là bình thường nhỉ? Yeah. Dạ. Để ở cái mức mà gọi là hát hò một anh. Em không, em chỉnh cho nhiều chế độ. Ừ. Tức là khi nào mà mình thích hát thì bấm chế độ hát, thích nghe nhạc bấm chế độ nghe nhạc. Ừ. Thế là xong. Chỉ cần to nhỏ thôi. Đúng rồi. Nó không cần phải phức tạp cầu kỳ đâu. Chỉ cả anh không có nhà, chị ở nhà chị vẫn dùng được bình thường. Ừ, đấy. Ừ. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm gặp vắng điều hiu khung cảnh ngâm thầm em ơi người xưa đã ra đi không gặp em lúc phân linh không cho sầu thương đổ bơ rằng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn
khi gần bị hơi rộ tiểu tiểu. Quên để mức cao quá. Để mức hơi thấp. Anh hát thì em luôn là để vào cái gần sát. Tức là phải để xa. Mic nó nhạy mà, không cần phải để gần. Thế còn cái chất lượng âm thanh anh nghe? Chất lượng âm thanh là được. Được không? Dạ. Cảm ơn anh. Anh em là đến anh em chưa nhau cả. Ừ. Anh em đi theo anh em đi theo gần. Chú là em không biết. Đúng như là rồi anh nhờ ông Hải đi mua thịt chó với thằng Nguyên. Dạ. Thì tí nó bỏ chút sang với thằng Nguyên. Được. Thì suốt một ngày là vừa. Còn bây giờ chơi thì phải hai một hai ba trăm dân, nhưng mà nó thực ra thì nói chung là muôn vàn muôn vé, muốn là muốn vô cùng, vô cùng âm thanh vô cùng, vậy là cứ 70 là nghe được là được. Anh cứ cắt có chơi rồi nó phải chạy luôn con cháu con cháu cái chào cả nhà chào bác. Chào chị, mới chị mới về, chị vào chị hát cho em một bài. Là nghiệm thu công trình này. Vừa anh hát mấy bài rồi. Anh hát mấy bài thì điểm cao hết. Anh hát toàn 100 điểm rồi. Còn chị và chị nghiệm thu nốt cho em. À. À, vì dạ. Hồi hát. Bác Việt vào đây rồi, bác Việt vào đây làm mấy bài. Soi cam thì có bác Việt. Bác Việt vào đây hát mấy bài. Gọi bác vào bác test. Không vừa được thôi. Cái đằng nào đấy sau này mình làm lại để tặng thôi. Chị hay nghe nhạc vàng hay nhạc trẻ chị? Chị nhạc vàng rồi. Bolero thôi, chị không hát đâu. Thế chị thích chị hát nghe chị thích nghe bài gì em hát tặng chị bài? Ừ thế em hát tặng chị bài. Chị thích bài gì em tặng? Ờ bài gì? Của ca sĩ gì? Bài cái bài gì nhỉ? Tình Anh nhỉ? Tình Anh à? À. Chị nghe thử nhá. Thuyền sạt sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi hẳn còn sông khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng hiền à? Vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó. Em có hay lòng anh mãi thương em? Đừng cách xa cho mi buồn đậm đầy đầy rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một chuyến đò? Em biết trong ngoài khơi xa bao la, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không một ao sông cả, chỉ hiên hoa hiên ta đặng tình anh. Là đúng 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 tâm trạng của anh chị hơn nhỉ? em tên là Khoa. Em là Khoa, vâng. Chị cũng theo dõi bọn em luôn à? Thì chị mới xem anh mới và giới thiệu chị xem ấy chứ. Ủa thế á? Ừ. Từ lâu chưa? Mới xem được mấy ngày thì à, thế à? Thế tức là anh mua là chị cũng ủng hộ luôn? Ừ. Ồ thế à? Tuyệt vời quá. Tại vì là chị cũng thích nghe. Vâng. Chị chỉ có biết hát nhưng mà vâng. thích đêm nào. Vâng ạ. Nhưng mà chị cứ hát vui vui một bài đi. Để nghe thử xem là mic nó hát có nhẹ không? Chị ngại à? Không, hát đi, cứ hát đi, không được tự nhiên rồi. À. Như vậy là chị đã hài lòng chưa? Rồi ok, chị tính mà. Vâng. Cứ có chỗ tay hát là được. Vâng, sao cảm ơn chị. Có cái để hẹn giọng luôn. Chuyện gió. Nhà mình đổ à? Đã, em uống thôi ạ. Nước gì? Sâm à? Ui, thế còn biết. Chị chú đáo quá, thế anh bảo là chị còn phải bổ hoa quả trước khi đi làm. Chị đi làm thôi, chị đem nước sẵn chị. Dạ, rất cảm ơn chị. Dạ, em xin. Ôi trời, chị cảm động quá. Rất cảm ơn chị. Em ơi anh nhá, em ơi chị uống nước. Uống nước. Vâng. Em bận đi kia ở lại.
Vâng, em thôi em rất cảm ơn anh chị, nhận cái tình cảm của anh chị. Ăn uống nhiều khi là bọn em cũng ăn đơn giản lắm. Đi đường cứ gặp cái gì ăn cái đấy. Nhưng vẫn trông em vẫn trẻ gì? Trẻ. Dạ. Em trẻ mà. Trẻ thì chưa có gì chứ? Có gì? Có em vợ hai con rồi mà. Rồi. Mà nhìn như này các nhà chị em cũng hót bất tỏi lâu rồi để sống đến bây giờ, để cho thả rông đến bây giờ cũng là lạ đúng không? Này mà chưa vợ chắc cũng đề đúng không? Ừ. Bây giờ anh ấy nói nhá, nhìn cái đen hôi như anh đây còn thấy vợ. Còn thấy sớm thì nói gì với em đúng không? Nhìn chứ. Đen hôi. Nhưng mà chất chị nhỉ? Nhưng mà đen nhưng mà chất lượng. Bây giờ anh nhỉ, bao nhiêu yếu tố xấu hội tụ hết nhá. Vâng. Cao, to này, đen, hôi. Bốn yếu tố này nghĩ hết và còn thấy vợ. Nhưng mà chất lượng nhỉ? Cao to thì cao to mà là đấy, nhưng mà chất lượng nào chị đánh giá ngay chứ. Đen hôi thì đen. Anh cứ tự nhận mình đấy. Đúng rồi, nhìn đây ngay ngay. Đấy, thế là. Cảm ơn anh nhá. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Nói chung là chị em. Dạ. Rất cảm ơn chị. Dạ, vâng ạ. Em xin phép lại. Cảm ơn nhá. Chúc chị cũng sức khỏe và công tác tốt. Em bật cái điện cổng nó sáng. Em cũng may bán đắt. Dạ. Mỗi một ngày cứ làm mấy cái bộ này. Dạ, đúng rồi. Bọn em ngày nào cũng đi liên tục. Em chạy bật cái điện cổng sáng.